Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu đến quý khách chiếc đồng hồ Frankmuller SPV32QZ. Được thiết kế như một kiệt tác nghệ thuật, bao bọc mặt đồng hồ là một dãy kim cương với số lượng lên đến hàng trăm viên chiếu sáng lấp lánh. Đặc biệt làm từ chất liệu thép không gỉ, mặt kính sapphire cao cấp, chống nước tới độ sâu 50m đảm bảo độ bền bỉ. Với thiết kế này, Frankmuller SPV32QZ khi đeo lên tay mang lại sự sang trọng, quý phái cho các quý cô thượng lưu. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.